Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ Phật pháp rồi sau đó nhiệm màu. Trong nghe bằng cái khói tìm cầu, con đã nghe thấy chuyện trì tụng. Nguyện tỏ Như Lai nghe nhiệm màu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Số 756 Phật thuyết Bát Vô Hà Hữu Hà Kinh. Hán Dịch Đời Đường. Tam Tài Pháp Sư Nghĩa Tịnh. Tôi nghe như vậy, một thuở nọ Đức Thế Tôn cùng chúng đại bi số và hàng trời người ở tại khu vườn rừng kỳ đại cấp của độc trong thành Tất La Phiền. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các bi số: các ông nên biết, ở thế gian này có kẻ phàm phu ít nghe, không có trí tuệ, thường nói không nhàn hạ và có nhàn hạ, nhưng họ không hiểu rõ thế nào là không nhàn hạ và thế nào là nhàn hạ. Nay ta sẽ phân biệt chỉ rõ cho các ông được biết. Các ông hãy lắng nghe, suy nghĩ, ghi nhớ thật kỹ. Có các hữu tình muốn sống theo hạnh của Bậc Thánh, thì khi tu pháp lành, có 8 sự việc không nhàn hạ để tu tập. Những gì là 8? Các ông nên biết. 1. Ở thế gian này, có đại sư ra đời, đó là Như Lai ứng cúng trên bến tri, minh hạnh tốt thiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Tuyên thuyết pháp vi diệu và chư mà chư Phật đã chứng, diệt trừ tất cả phiền não, có thể hướng đến Bồ Đề, cứu cánh Niết Bàn, diệt sạch các khổ. Trong khi giảng nói pháp ấy, có người đang bị đọa trong địa ngục chịu đà khổ não. Đây là trường hợp thứ nhất. Muốn trụ trong hạnh của Bậc Thánh, nhưng bị nạn, không thể tu tập được. Thứ hai, này các bí xô, ở thế gian này có đại sư ra đời đầy đủ 10 hiệu tuyên thuyết pháp vi diệu mà chư Phật đã chứng, diệt trừ tất cả phiền não, có thể hướng đến Bồ Đề, cứu cánh Niết Bàn, trừ sạch các khổ. Khi giảng nói pháp ấy, có người đang bị đọa trong loài ngạ quỷ chịu đài khổ não. Đây là trường hợp thứ hai, muốn trụ trong hạnh của Bậc Thánh nhưng bị nạn, không tu tập được. Thứ ba, này các bí xô, ở thế gian này có đại sư ra đời đầy đủ 10 tôn hiệu tuyên thuyết pháp vi diệu mà chư Phật đã chứng, diệt trừ tất cả phiền não, có thể hướng đến Bồ Đề, cứu cánh Niết Bàn, trừ sạch các khổ. Khi giảng nói pháp này, có người đang bị đọa trong loài bàn sinh chịu các khổ não. Đây là trường hợp thứ ba, muốn trụ trong hạnh của Bậc Thánh nhưng bị nạn, không tu tập được. Thứ tư, này các bí xô, ở thế gian này có đại sư ra đời đầy đủ 10 hiệu tuyên thuyết pháp vi diệu mà chư Phật đã chứng, diệt trừ tất cả phiền não, có thể hướng đến Bồ Đề, cứu cánh Niết Bàn, trừ sạch các khổ. Khi giảng nói pháp này, có người sống nơi cõi trời trường thọ, không hiểu biết gì cả. Đây là trường hợp thứ tư, muốn trụ trong hạnh của Bậc Thánh mà bị nạn, không tu tập được. Thứ năm, này các bí xô, ở thế gian này có đại sư ra đời đầy đủ 10 hiệu tuy thuyết pháp vi diệu mà chư Phật đã chứng, diệt trừ tất cả phiền não, có thể hướng đến Bồ Đề, có cái Niết Bàn, tận trừ các khổ. Khi giảng nói pháp này, có người sống nơi biên địa ban khai không biết thiện ác, với bốn chúng của ta không hay không thấy. Thế là trường hợp thứ năm, muốn trụ trong hạnh của Bậc Thánh nhưng bị nạn, không tu tập được. Thứ sáu, này các bí xô, ở thế gian này có đại sư ra đời đầy đủ 10 hiệu tuy thuyết pháp vi diệu mà chư Phật đã chứng, phá trừ tất cả phiền não, có thể hướng đến Bồ Đề, cứu cánh Niết Bàn, giải trừ các khổ. Khi giải nói pháp này, có người tuy sinh trong đô thị nhưng bị các quả báo ác đuôi điếc công ngọng dùng tay để thay lời nói, với thiện ác không thể phân biệt được. Đây là trường hợp thứ sáu, muốn trụ trong hạnh của Bậc Thánh nhưng bị nạn, không tu tập được. Thứ bảy, này các bí xô, ở thế gian này có đại sư ra đời để đủ 10 hiệu tuy thuyết pháp vi diệu mà chư Phật đã chứng, diệt trừ tất cả phiền não, có thể hướng đến Bồ Đề, cứu cánh Niết Bàn, diệt sạch các khổ. Khi giảng nói pháp này, có người tuy sinh ở đô thị nhưng không bị đuôi điếc công ngọng, không dùng tay để thay lời nói, hiểu rõ thiện ác nhưng lại tin theo tà kiến cho rằng không có bố thí và không có người nhận, không có cúng tế, không có nghiệp duyên thiện ác, không có quả báo dị tục, không có đời này đời sau, không có bà con cha mẹ,
không có hữu tình hóa sinh. Ở thế gian này không có A La Hán, chánh thú, chánh hạnh. Đời này đầy khác đối với hiện pháp đã từ giác ngộ, chánh chứng viên mãn, thể đều thấu rõ. Sự sinh khởi của ta đã tận, phạm hạnh đã lập, không còn tái sinh, không có những việc như vậy. Do sinh chấp tà kiến, đây là trường hợp thứ bảy muốn trụ trong hạnh của bậc thánh nhưng bị nạn không tu tập được. Thứ tám, này các bí xô, ở thế gian này không có đại sư đã đời, không có 10 danh hiệu, không nghe pháp vi diệu mà chư Phật đã chứng, không trừ phiền não, không hướng tới Bồ đề, không đến niết bàn, không có khổ não. Có người tuy sinh trong đô thị, không bị đuổi điếc câm ngọng, không dùng tệ để thay lời nói, hiểu rõ thiện ác, chứ không sinh tà kiến và nói như vậy, có bố thí, có thọ nhẫn, có cúng tế, có nghiệp duyên thiện ác, có báo dị tục, có đời này, đời sau, có bà con, cha mẹ, có hữu tình hóa sinh, ở thế gian này, có bậc A-la-hán, chánh thú, chánh hạnh, đời này, đời khác, trong hiện pháp, đạt được giác ngộ, chứng được quả viên mãn, tất cả đều hiểu rõ, sự sinh khởi của ta đã chấm dứt, phạm hạnh đã lập, không còn tái sinh. Các pháp này đều có. Tuy họ sinh chánh kiến nhưng không có phương pháp để hướng dẫn khai ngộ đưa đến giải thoát. Đây là trường hợp thứ 8 muốn trụ trong hạnh của bậc thánh nhưng bị nạn không tu tập được. Này các bí xô, ở thế gian này có đại sư ra đời đầy đủ 10 hiệu tôn hiệu, tuyên thuyết pháp vi diệu mà chư Phật đại chứng, khéo trừ tất cả phiền não, có thể hướng đến Bồ đề, có cái niết bàn, diệt sạch các khổ. Khi giảng nói pháp ấy, có người sinh trong đô thị, các căn đầy đủ hiểu rõ thiện ác, cho đến sinh chánh kiến, các ông nên biết. Người đó tu tập không bị nạn, các ông đã được sinh trong đô thị, gặp ta ra đời, được nghe giáo pháp, các căn đầy đủ. Hãy nên tinh tấn dũng mãnh, xin ăn tu các điều thiện. Đối với pháp thiện, luật thì phải như lời giảng dạy mà hành trì, lần lượt dạy bảo nhau, lần lượt sám hối với nhau, thường giữ ba nghiệp thanh tịnh. Luôn tu 10 thiện, đừng làm những việc vô ích mà phải hối hận về sau. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa trên mà nói kệ. Ta đã nói xong 8 loại nạn, nguyện chúng sinh sinh nơi không nạn, nơi sinh chỗ nạn không nghe kinh, các vị nhất tâm nghe cho kỹ. Các khổ não, cuộc đồng, núi sắt, lửa cháy, phân nhơ, rừng, đao kiếm, trong địa ngục phải chịu khổ ấy, ở đó làm sao nghe chánh pháp. Cổ như kim, đói khát bất thân, mưa rơi sông suối thành lũy dữ, trong ngàn quỷ phải chịu khổ ấy, ở đó làm sao nghe chánh pháp. Luôn luôn lo sợ bị giết hại, cứ muốn lần lượt ăn nuốt nhau, trong bàn sinh phải chịu khổ ấy, ở đó làm sao nghe chánh pháp. Được sinh vào cõi trời hữu đẳng là nhờ phước đức từ đời trước, sống lâu hiểu biết không rõ ràng, ở đó làm sao nghe chánh pháp. Sinh nơi biên địa không văn minh, tai không từng nghe tiếng nói pháp, quê mùa không biết vùng mọi rợ, ở đó làm sao nghe chánh pháp. Do đời trước thân tạo nghiệp ác, đuôi điếc ngọng câm, các căn thiếu, đần độn là người giống như bò, người ấy làm sao nghe chánh pháp. Người nào không tin nơi tam bảo, nói không nhân quả, không tôn trưởng, do tà kiến này phá tâm họ, người đó đâu thể nghe chánh pháp. Chư Phật đại sư không xuất hiện, không đem pháp diệu truyền thế gian, luôn sống trong đời đầy u ám, là thời đâu để nghe chánh pháp. Người nào sống nơi không bị nạn, không còn tám nạn nói ở trên, giống như người bệnh gặp lương y, nên hãy chú tâm nghe chánh pháp. Người đã được thân người, lại được nghe chánh pháp, không chứng được quả thánh, thường sinh chỗ có nạn. Ta nói tám chốn nạn là chỗ nạn chúng sinh, ai sinh chỗ không nạn, thật đời, trong đời thật hiếm có. Ngươi được làm thân người, là được nghe chánh pháp, hãy yêu mến chính mình, nên trừ mạng phiền não. Ai được nghe chánh pháp mà không làm theo pháp, luân hồi theo trong tám nạn, chịu đủ các khổ não. Đại xa lìa chỗ nạn, thường cầu nghe chánh pháp, ở trong sinh già chết không bao lâu thoát khỏi. Đã được làm thân người, nghe pháp mà buông lung, sau này sẽ khổ não. Như người buông mất của, người nào nghe ta nói, biết nạn và không nạn, cho nên hãy tinh tấn, chánh tu nơi phạm hạnh,
Ta nói người mắt sáng biết tránh xa điều ác, chánh niệm luôn phòng hộ, không theo các hữu lậu, đoạn tất cả thùy miên, chỉ thắng ma oán lớn, vượt qua biển sinh tử, được lên bờ niết bàn. Đức Thế Tôn nói kệ xong, đại chúng tỳ kheo trời người nghe Phật giảng nói đều hoan hỷ lãnh thọ phụng hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.